Vâng, hôm nay ngày giờ đây. Xin chào các bạn. Giờ là vẫn là ông đang ở cái thời điểm vượt hè nhé. Chúng ta đừng có nghĩ mà ông thế thì cái đàn ông tốt thì chúng ta để nguyên. Đàn ông tốt là đàn ông đủ quân. Nhộng và nó đã để lại nhộng và ấu trùng lên rất đẹp nhé. Nhộng ấu trùng lên rất đẹp. Về mặt kỹ thuật là tôi quay là cũng giới thiệu qua với các bạn đây. Đàn đông quân là nó như thế này. Đấy. Ông đàn ông đông quân này. Đấy. Đàn đông quân. Nhưng các bạn nhớ phải cho mật ăn là phải căng nhé. Nhộng vít rất đẹp. Cái đàn tốt thì chúng ta không nói rồi. Đấy. Để giãn cầu ra là đàn ông có biểu hiện phát triển xây này, xây mèo này. Đấy. Đấy là những đàn tốt thì chúng ta không nói gì. Đấy. Nói chung bàn tay có ngón tay dài, ngón tay ngắn. Cũng có đàn mạnh, đàn xấu. Thế thì cái đàn xấu như cái đàn này thì cái cách khắc phục thế này. Đàn ông này nó bắt đầu nó đẻ lại rồi. Đàn ông đẻ lại rồi. Vì lý do là chúng ta để quân không tốt, để quân nó thưa. Đấy. Thưa nha. Đây hiện tượng là sâu ăn sáp nhá. Sâu ăn sáp. Quân thưa như đàn này là chúng ta phải, những đàn yếu như này là chúng ta phải rút ngay đi nhé, rút ngay một cầu không được để. Đấy. Vì quân ong thợ ít đấy là nó nuôi trùng cái trùng nó kém đấy, chúng ta nhìn trùng này, trùng to đẹp đấy. Trùng to đẹp đấy. Nhộng rất đẹp nhé. Đây. Giờ nó đang vào cái thời kỳ nhộng trần. Đáng nhẽ cái cầu này, cái đàn này là chúng ta rút về chúng ta để một thôi. Và rút đây cách đây cũng lâu lắm rồi. Này tôi cũng chỉ giới thiệu ngược lại thôi. Chúng ta rút đi giật đi một. Đừng có tham. Nhưng mà trong cái thời gian này mà chúng ta chờ một thời gian nữa mà cái những cái đàn mạnh này, cái đàn mạnh giờ tôi nói về cái đàn mạnh này mà xây được cầu thì chúng ta cho xây nhá. Đấy, cho xây. Nếu các bạn những cái đàn này mà các bạn không cho xây thì các bạn cái nhộng mà nó vít nắp nhiều đấy, mà nó gần nở đấy, thì nay cũng khuyến mại các bác là lấy cái cầu nhộng này ném sang bên đây, nó phải gần nở nhá. Đấy, nó bắt đầu nở đấy, ném sang bên cái đàn yếu này thì cái đàn này chúng ta không phải rút nhá, nhưng mà rút đi tốt nhất. Đấy, là phương pháp mà hôm nay như thế. Sau đây tiếp một cái video của một khán giả gửi cho tôi. Anh biết nhá. Đây, anh biết xem ông của em như này có được không nhá. Đây, ông vượt hè. Anh xem của em. Ba cầu. Hai mặt như nhau. Thank you.
cầu này, ba cầu, em vẫn để ba cầu. Ba cầu. Cho ăn từ đầu tháng 7. Rút đi còn ba cầu. Đang bắt đầu tiếp tục bo phấn nhỏ, bo phấn bo mặt đường. Để sát cầu luôn, cầu vuông đét. Đấy. Anh biết nha. Đấy, anh xem em trong có được không? Chào tất cả bà con anh em nuôi ong. Tôi em ấy có 14 đàn thôi. Toàn như này hết. Em mèo thì tung rồi. Phải ngăn. Tiếp tục cho ăn nửa tháng một lần, ăn vít nắp thì thôi. Chiều tối này là ong dữ quá, em ở Thường Tín Hà Nội nhé, Vân Tảo Thường Tín Hà Nội. Cho hải lên xả cầu. Trời. Bánh ngăn, xả bánh ngăn. Ê, Bùi Văn Hạnh nhá. Bùi Văn Hạnh. Vân Tảo Thường Tín Hà Nội. Chào bà con, chào anh Viết ha. Chào. Đoạn đầu video thì giờ vào cái thời điểm mà khi ong đàn nào mà đẹp thì chúng ta cho xây tầng và rút cầu viện sang những đàn yếu. Thế còn cái đàn yếu mà chúng ta không viện thì chúng ta đánh cái bài rút dồn cây vào. Nuôi ong thì có đàn mạnh đàn yếu. Mê chúng ta xem một bác ở trên Hà Nội gửi cái video dài tầm 5 phút. Nói chung là qua cái thời gian vừa qua thì nhìn chung là các khán giả mà gửi những video về cho tôi ấy thì đa số là các bác có điều kiện, thứ nhất là về hưu, vừa có kinh tế lại vừa có thị trường bán mật. Và các bác có thời gian chăm sóc những đàn ong rất tốt, rất đẹp. Nuôi ong thì nó chỉ có 3 vấn đề chính. Thứ nhất, thế đàn do người nuôi. Thứ hai, thời tiết. Và thứ ba là nguồn mật phấn tự nhiên. Đấy, ba cái này nó phải đi song song với nhau. Đấy, thì nay tôi cũng giới thiệu là rút cầu, rồi biện cầu, rồi là xây cầu. Đấy, chúng ta ứng dụng cho những đàn mạnh, đàn yếu.
Thời gian này thì nói chung là những cái đàn ông vẫn còn đang ở chế độ vượt hè nhé. Những cái đàn vừa rồi của tôi đấy là cứ để từ đầu vụ, nếu mà không rút cầu đi là không bao giờ ong lên đấy. Chúng ta đặc biệt chú ý như thế. Đấy thì chúng ta chú ý có đàn mạnh, đàn yếu thì chúng ta lựa mạnh thắng tanh. Nuôi ong phải đầu tư đấy. Ai đầu tư càng mạnh nó chỉ có đường nhét vào. Thế để tránh trường hợp mà rơi vào những cái bẫy gọi là bán thuốc vitamin B rồi thuốc gọi là bô con lích, hôm nay chúng ta nói với chữ không, không được để đàn ong thưa quân trên một cầu. Và cái thứ hai, hiện nay là đã có nguồn phấn tự nhiên đã có, chúng ta không phải mua phấn nữa, ứng xử từng nơi từng chỗ nhá. Và thứ ba nữa là các bạn phải chú ý trên mạng xã hội là chúng nó đang sinh ra cái thuốc bio này, vitamin này để kích đẻ. Đây là toàn những cái loại thuốc giả tạo. Giờ chúng ta hiểu nôm na hiểu là ong chúa đẻ ra thì ai nuôi con ấu trùng đấy? Nó là do con ong thợ. Ong thợ nó đông thì nó mới nuôi được ấu trùng. Chúng ta xem cái đoạn đầu video thì chúng ta biết. Thế thì không được thay ong chúa, không được chia đàn, không được mua giống vào cái thời điểm này như các bác mới mua. Đấy là những không. Thứ nhất, nếu có hiện nay là không được dùng thuốc linh tinh như cái thuốc này, kích đẻ kích trùng. Cái thứ hai nữa là không mua phấn. Thứ ba là không mua ong giống, không chia đàn, không thay ong chúa. Còn những việc nên làm, một là tích cực cho ăn. Thấy đàn ong mà thiếu ong thợ mà không đủ quân thì chúng ta phải rút cầu. Tích cực chăm sóc cho ong ăn để ong thợ no nuôi ấu trùng tốt hơn. Đấy là việc nên làm. Những cái đàn nào mà mạnh quá thì chúng ta nên tích cực cho xây ngay lập tức. Xây là nó tốn kém, là nó phải cho ăn. Đấy, chúng ta ứng xử từng tí, không có thì chúng ta tích cực cho ăn để cho nó lên trùng viện cho những đàn yếu. Đợt này tôi khuyến mại là viễn nhộng sắp nở, đấy là những việc nên làm. Để ủng hộ kênh các bác các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào, bye bye.